vợ cũ dự tiệc sinh nhật, hé lộ mối quan hệ hiện tại với Mr. Đàm. Sau 3 năm đừng ai nấy đi, song vợ cũ và Mr. Đàm dường như chẳng hề có cuộc chia ly. Họ vẫn gần gũi, khăng khít, luôn có mặt trong mọi sự kiện trọng đại của nhau. Có khác, chỉ không còn là vợ chồng mà thôi. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt với những bài hit đình đám, song Đàm Vĩnh Hưng lại khá kín tiếng chuyện đời tư. Có lẽ vì vậy mà 3 năm trước, làng giải trí không khỏi xôn xao trước tin bầu sô Liên Phạm, tức Liên Jackie Phạm, nộp đơn ly hôn Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án ở Mỹ. Lúc này, người người, nhà nhà mới vỡ lẽ, họ kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004 và ly hôn vào ngày 22 tháng 12 năm 2018. Khi ly hôn, họ không có con chung và không phân chia tài sản. Sau ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm vẫn cư xử vô cùng văn minh. Bầu sô nổi tiếng hải ngoại vẫn thường xuyên có mặt ở những sự kiện trọng đại của ông hoàng nhạc Việt. Đàm Vĩnh Hưng vừa qua đã đón sinh nhật tuổi 53 đầy ấm cúng với sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tất nhiên, sự kiện có bầu sô Liên Phạm góp mặt. Sau bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của Mr. Đàm, Liên Phạm đã thoải mái chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái như sau: dự tiệc sinh nhật Mr. Đàm, gặp lại những tình yêu mà Liên Phạm yêu quý. Một buổi tối ấm cúng, hạnh phúc chỉ có tiếng cười. Happy birthday em Đàm Vĩnh Hưng nhé. Sài Gòn ngày 2 tháng 10 năm 2024. Trong loạt ảnh này, dù chúc mừng tuổi mới Đàm Vĩnh Hưng, nhưng Liên Phạm không đăng ảnh chụp cùng nam ca sĩ, mà chỉ đăng ảnh bản thân đứng cùng Cẩm Vân, Quang Dũng, chồng cũ Lệ Quyên mà thôi. Tuy nhiên, như đó cũng đủ thấy được sự thật thân thiết của cặp đôi từng là vợ chồng đúng không nào? Đáng chú ý là cách xưng hô của bầu sô Liên Phạm với chồng cũ là em, một cách xưng hô thân thiết và đầy tôn trọng. Chính sự văn minh này khiến mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh Mr. Đàm, bầu sô Liên Phạm còn được cho là có mối quan hệ vô cùng thân thiết với con trai chồng cũ là bé Polo. Từ khi chưa công khai với truyền thông, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đã có những khoảnh khắc chung khung hình với cậu bé. Đến khi được công khai, nữ bầu sô đã có chia sẻ đầy tự hào về Mr. Đàm và con trai sau nam. Hai cha con Đàm Vĩnh Hưng thật sự quá yêu. Chúc mừng em Đàm Vĩnh Hưng và cháu Polo đã được công khai công chúng thế giới này. Vào dịp sinh nhật 5 tuổi mới đây của bé Polo, Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút sự chú ý khi làm bài thơ tặng con trai nhân dịp sinh nhật 5 tuổi. Đính kèm bài thơ là hình ảnh cùng con trai Polo đã nhanh chóng nhận được hàng trăm lời chúc mừng. Tiếp tục là bà Liên Phạm với status chúc mừng sinh nhật con trai của chồng cũ. Tuy nhiên, bà không tag tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng vào bài viết. Trong status, Liên Phạm gọi con riêng của Đàm Vĩnh Hưng là cháu trai kèm lời chúc. Cầu xin cho cháu trai lớn khôn, thông minh, học giỏi và làm nên đại sự. Thậm chí, nữ bầu sô Liên Phạm còn không ngần ngại đăng hình ảnh con trai mình hồi bé là Jeff Phi Trần và con trai của Đàm Vĩnh Hưng, bé Polo Huỳnh. Bà tiết lộ điểm trùng hợp đó là Jeff và Polo có cùng ngày sinh. Với bà, đây là một ngày rất đặc biệt. Và đáng chú ý, vợ cũ Mr. Đàm cho biết cách xưng hô của con trai mình và con trai Đàm Vĩnh Hưng là hai cậu cháu. Ngày 17 tháng 8 năm 2024 là một ngày rất đặc biệt, sinh nhật của cháu trai Polo Huỳnh và con trai Jeff Phi Trần. Hai cậu cháu cùng ngày sinh nhật. Cầu xin cho cháu trai lớn khôn, thông minh, học giỏi, làm nên đại sự. Con trai Jeff chỉ cầu xin bề trên ban ơn và sức khỏe. Jeff đã trưởng thành và đủ khả năng lo lắng mọi công việc và sự nghiệp. Mommy chúc mừng Jeff nhé con. Một ngày thật vui và hạnh phúc, nhìn cháu khôn lớn và trưởng thành. Liên Phạm không còn ước ao điều gì hơn. Hay vào năm ngoái, khi bé Polo tròn 4 tuổi, bầu sô Liên Phạm cũng có mặt. Thậm chí, bà đã đăng tải loạt ảnh mới góp mặt trong sinh nhật của con trai nam ca sĩ. Bà viết, dự tiệc sinh nhật cháu trai Polo Huỳnh Minh Quân. Năm thứ 4, bé Liên Phạm chúc cháu mơ lớn trưởng thành. Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn chụp ảnh thân mật cùng với mẹ ruột của ông hoàng nhạc Việt. Không nhiều khoảng cách hay ngần ngại, bầu sô Liên Phạm còn nắm tay mẹ ruột của Đàm Vĩnh Hưng. Điều này cho thấy cả hai bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Về cuộc sống hiện tại, bà Liên Phạm vẫn hoạt động trong ngành giải trí ở hải ngoại. Nữ bầu sô thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn lớn, trong đó có sự tham gia của nhiều ca sĩ Việt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Lệ Quyên, v.v. Bà bầu sô quyền lực có mối quan hệ rất thân thiết với những ngôi sao này và thường xuyên xuất hiện bên họ. Ngoài những giây phút làm việc, bà Liên Phạm trở về nhà ở Mỹ và quay quần bên con cháu. Bà rất hạnh phúc khi các con của mình giờ đây đã trưởng thành, các cháu ngày càng khôn lớn. Qua những hình ảnh được vợ cũ Mr. Đàm chia sẻ cho thấy gia đình bà rất tình cảm và ấm áp. Vào ngày của mẹ hay những dịp lễ, các con cháu thường đưa bà đi ăn, tặng hoa cho bà hoặc làm tiệc tại nhà. Bên cạnh đó, bầu sô 70 tuổi cũng thường chia sẻ về cơ ngơi xinh đẹp của mình tại Mỹ. Những khoảnh khắc vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng tận hưởng giây phút bình yên khi được ngắm hoa, làm vườn. Trên trang cá nhân, bà thường đăng tải về khu vườn với nhiều hoa cỏ lãng mạn. Chào cả nhà buổi sáng, ăn sáng và ngắm vườn hoa tạm thời đã ổn định của Liên Phạm nhé. Hạnh phúc, một buổi sáng thức dậy và được làm những công việc mình say đắm, thích thú thật, rất yêu cuộc sống này là những status đầy tích cực mà bà hay chia sẻ mỗi lần được nhìn ngắm vườn nhà. Như vậy có thể thấy ở tuổi 70, nữ bầu sô Liên Phạm đang vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà cho biết rất quý trọng từng giờ, từng phút trong cuộc sống này. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ vừa qua cũng gặp biến cố lớn. Là thời gian 9 tháng không thể ca hát chỉ vì bộ trang phục cài huy hiệu lạ trong live show tại thành phố Hồ Chí Minh. Không còn ồn ào đáp trả dư luận, ông bố bé X nhẹ nhàng, bình thản chấp nhận sự thật phũ phàng này. Còn nhớ thời điểm mới nhận thông tin bị phạt là khi Mr. Đàm đang có show ở nước ngoài.
anh ra sân khấu cùng người em thân thiết là Dương Trị Vũ để nói những lời xin lỗi, cảm ơn khán giả đã cất công tới nhưng không thể nghe Mr. Đàm hát. Cũng muốn đi kiếm, đi làm việc để kiếm sống, nuôi gia đình mình, kiếm tiền để lo cho con mình, cho mẹ mình. Cũng muốn mới chịu khó bán mạng mình trên trời bay khắp nơi. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay đang gặp cái sự cố lớn như vậy đó. Đáp lại những lời tỏ bày của Mr. Đàm là tiếng vỗ tay, lời động viên của khán giả hải ngoại. Sau khi trở về Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng đã dành hầu hết thời gian của mình cho Quý Tử Bolo. Nam ca sĩ từng không giấu được niềm hạnh phúc khi con trai thường xuyên để dành quà cho mình. Hay vào dịp sinh nhật con trai tròn 5 tuổi, Mr. Đàm đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng. Bên cạnh đó, anh cũng sáng tác thơ để tặng con trai. Cảm ơn con đã cho ba biết nhớ, biết trông chờ, biết nhẫn nại bỏ buồn, biết cam tâm, biết lo âu, biết kệ, biết về nhà, biết pha sữa gãy lưng, biết đút cơm, sức dầu và mang vớ, biết làm trò để có nụ cười con, biết làm sao dỗ dành khi con khóc, biết thuốc nào hiệu quả lúc con đau, biết hát ru, biết tắm, lau chùi rửa, biết sữa nào con sẽ uống nhiều hơn, tiếp nữa đi để cho ba được biết, biết những điều chưa từng biết trong ba, biết lo xa, biết nghĩ mình sẽ già, biết vỡ òa khi con nói lời thương, biết tương tư mỗi khi mình xa cách, biết đau lòng khi nghe mắt con hư. Con có biết con là người duy nhất, khiến lần đầu ba yêu hết con tim, ba chỉ có một điều còn ấm ức, sao không tìm con sớm nhiều năm. Ba Hưng tặng con trai Happy Birthday Bolo 5 tuổi. Trước là khoảnh khắc bên con trai được Mr. Đàm đăng tải, ai nấy cũng phải trầm trồ bởi tình cha con thật đẹp. Cùng với đó, người hâm mộ cũng tấm tắc khen ngợi cách chăm con, nuôi dạy con cực kỳ khéo đã giúp Đàm Vĩnh Hưng tạo ra một em bé ngoan ngoãn, nghe lời. Bên cạnh những khoảnh khắc bên con trai, Mr. Đàm thời gian này cũng không quên ủng hộ các đồng nghiệp. Điển hình là việc sao Nam ra rạp xem phim của đàn chị thân thiết Việt Hương. 11-12 giờ đêm mà khán giả nườm nượp trong khu hành lang của tầng chiếu phim của Vạn Hạnh Mon. Nhìn kỹ toàn là người trẻ không. Đúng là đi xem phim ma là phải chọn nửa đêm thì cảm giác mới lên nhiều. Lần đầu tiên có một phim kinh dị của Việt Nam có đủ sức đứng ngang hàng với các phim ma thế giới, ít nhất là khu vực châu Á. 6 pha gây giật mình mà người xem không bao giờ chuẩn bị được tâm lý trước. Hóa trang rất giỏi, câu chuyện thuyết phục và đáng tin. Việt Hương phải nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại bất kỳ một liên hoan phim nào mà ma gia tham dự. Những khoảnh khắc Việt Hương hút diễn tỉnh, không thoại và cảnh cuối phim chính là đỉnh cao của diễn xuất. Bên cạnh đó, ông bố Việt cũng chia sẻ một số món quà là bánh sinh nhật, hoa quả vân vân mà những người bạn, người ái mộ dành tặng cho mình. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như vợ cũ của anh là bầu show Liên Phạm, hay bày tỏ quan điểm của mình để ai biết được biết với nhau.